Hồ Dê, xã An Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình kính chào quý khách. Hồ Dê có vị trí rất thuận lợi, chỉ cách quốc lộ 12B 200m. Hồ có diện tích 16 ha, mặt nước trung bình sâu khoảng 5m. Xung quanh hồ là các vườn cây ăn quả và lấy gỗ. Nguồn nước trong sạch, hồ đã thả các loại cá chấm đen, chấm trắng, cá mè, cá chép, rô phi và nhiều các loại cá khác cho đến nay đã được 5 năm. Có những con cá nặng từ 15 đến 17kg, lượng cá rất nhiều, khoảng 12 đến 13 tấn. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, hồ thả thêm gần 2 tấn cá chấm đen và cá chép, mỗi con nặng từ 5 đến 7kg để phục vụ các cầu thủ. Ngày 12 tháng 10 năm 2019, chúng tôi tổ chức khai trương và thi câu. Anh em nào muốn tham gia thì đăng ký với ban tổ chức qua số điện thoại 0985 406 883 Anh Khu. Giải thưởng như sau: một giải nhất là một xe máy Way Alpha của Honda, một giải nhì một cần câu trị giá khoảng 5 triệu, hai giải ba tặng 10 ca câu miễn phí. Thời gian thi câu từ 8:30 đến 16:30 ngày 12 tháng 10 năm 2019. Nội dung chi tiết của cuộc thi sẽ được phổ biến tới anh em tại hồ câu. Chúng tôi trân trọng kính mời các anh em đam mê câu cá tới tham gia. Xin chân thành cảm ơn.